Lúc Crusen bồn thên bàn lượng lang thả, chúng núp chúc nia rô viên bệnh sống bát nâng. Bà rì hù miếc khát bát đâm bóng chốt sợi bọn thong chỉ lưu tiên pi, ca bà quân ni, bà cót chìa, bị bạc nâu thông ca cắt sẽ cái đầy hai bru, kê là có bệnh sống bát mần ách. Nghi nâng bất đùa kê là có chốt sợi bọn thong bàn nửa tì, đòi krom hạt phol ca bà quốc bẹ gong thong mà đá vi pram tức, cứ cho bà chìa, mần nghi dục nha chốt sợi bọn thong bàn nửa tì, ta ở bọn ôn dô sợp chồng bú, ca lực lao rồi bỏ lực rưu xên bồn thên đại được coi dạng nà khả nạ đại nế tình pin này cứ prong tay nâng. Bà xuất sẽ đây bỏ bộ ôn bây mất một cái này thì bỏ đồng miền bỏ đá lực khả mai. Bà thằng ngày nay vừa một chút cho mùi nâng xe bàn bùi nhanh khả mai sport tiệt hai bỏ bộ bây mất. Chúng mà nâng lực lao nở bỏ đồng miền mùi tiệt tân tình nâng ca lực lao rồi bỏ phên phên bây mất chế chả ràng. Chỉ bởi xe nụ cư bà ca bị phía cho bà rồi bỏ lực rưu xên bồn thên bà đại បងប្អូនប្រិយមិត្តហើយអ្នកលេរនទះជើងសេនប៊ុនថេនកាលពីដើមឡើយក៏ជាកីឡាករប្រដាល់មួយដ៏មានឈ្មោះល្បាញល្បីនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏បានវិវត្តខ្លួនទៅជាគ្រូបង្វឹកនិងអាជ្ញាកណ្ដាលទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះសេនប៊ុនថេនគឺគាត់បានវិភាគចំចំទៅកាន់គូរបស់ពេជ្រសម្បត្តិនិងឈុតស្រីវ៉ាន់ថងអ្នកទាំងពីរនេះកាលដើមឡើយបងប្អូនប្រិយមិត្តធ្លាប់បានជួបគ្នាម្ដងមកហើយកាលពីកំឡុងខ
ngày tháng pin đi ban prayut to tu lực nia chứ bắp ma phai mùi tật bầm buồn nè tí là tập hồi ngày tháng pin khmien nè chan khmien nè chne ban trầm sma phần tai fan fan chỉ tràn cột cơ tha ca pro cút ni bờ chỉ lẽ cả nát bài quân khăm ai quên chứ bắp na bịch sầm bát cứ chỉ nè chne hai fan fan bỏ chút sợi vân thong có chỉ tràn còn ban ngày tha ca pro cút ni bất chia vân thong chỉ nè chne hai bắt phai bắt bịch sầm bát ban vui oi vân thong bay ឬក៏វាឲ្យបន្ថងរាប់នោះក៏ដោយប៉ុន្តែបាទការវិភាគរបស់លោកគ្រូសែនប៊ុនថេនវិញក៏បានលើកឡើងថាការពីចំនួនជួបគ្នាលក្ខណៈម៉ាហ្វាយមួយទឹក 9នាទីនោះគឺបើតាមការមើលរបស់លោកគ្រូគឺពេជ្រសម្បត្តិគឺជាអ្នកឈ្នះដោយក្រុមហេតផលទី 1 ពេជ្រសម្បត្តិដេញវាយមិនឈប់ទី 2 គឺពេជ្រសម្បត្តិវាយឲ្យកីឡាករឈុតសេរីវន្ថងដួលញឹកទី 3 ពេជ្រសម្បត្តិវាយឲ្យកីឡាករឈុតសេរីវន្ថងបែកទៀតផង អញ្ចឹងលោកថាការជួបគ្នាលើកទី1នោះប្រសិនបើប្រគល់លក្ខណៈគុណខ្មែរគឺបានតែលើកពេញសម្បត្តិអ្នកទាំងពីរគឺត្រូវបានគូផ្គងឲ្យជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី 31 ខែ 3បាទឆ្នាំ 2022នេះប៉ុន្តែដោយសារតែមានការរវល់រៀងខ្លួនទើបអ្នកទាំងពីរនេះត្រូវទទួលបរទេសវិញមិនបានជួបគ្នាលោកគ្រូសែនមុនថេនក៏បានវិភាគថាការជួបគ្នាលើកទី 2ប្រសិនបើបានជួបពិតមែន ប្រគល់លក្ខណៈកងធម្មតាបែបគុណខ្មែរនោះគឺពេជ្រសម្បត្តិច្បាស់ណាស់នឹងពិបាកយកឈ្នះទៅលើឈុតសេរីវន្ថងដោយក្រុមហេតផលទី1ឈុតសេរីវន្ថងគឺជាកីឡាករលេងក្បាច់ប្រកួតច្បាស់ច្បាស់ចេញធ្ងន់ធ្ងន់មួយមួយគឺជាកីឡាករវាយពូកែយកពិន្ទុតែម្ដងសម្រាប់ពេជ្រសម្បត្តិគឺធ្វើច្បាស់តែទទួលបានដល់ការគ្រប់គ្រងខ្លាំងស្បែកស្វិតមុខតាន់វាយមិនងាយឈឺហើយដើរបុកចូលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រិមត្តនឹងគ្រប
bạch bà bảo ôn cất chẳng na đài lục lưu tha bật sân bà chúc nì nè chẳng pin ní cứ hà sạp pram sai sạp pram đại cọm hạt phó cứ chút sợi văn thong hà sạp pram kê la có bích sâm bát sai sạp pram bước bịa gong thua mà đá ca bạc quân pram thật bạp quân khám ai văn thong cho bà chiêng bích sâm bát hai cứ chia riêng cho bông là bà bích sâm bát phong đài bà ca chà đầm lê chung mươi nâng xông bát của nhanh nợ bò đầm miên khlây ní xô mà chạp tâm nét ọc quân chá rán chung bịp liền.